DevaShop xin kính chào toàn thể các anh nhé. Hôm nay thì có một cái đơn hàng của một anh khách gửi về để bảo hành cho bên DevaShop. Cái lỗi của nó là bị xì ga, cũng như là bung cái lắp ở trên cái thân chặn đu bông này. Cái lắp ở trên này thì mọi người có hay không nó cũng không quan trọng, lắp vào để cho nó đẹp và âm nó vang hơn tí thôi. Đấy, thì hôm nay em sẽ sửa trực tiếp để các anh có thể theo dõi nhé. Và ở nhà thì mình, nếu mà mình có dụng cụ thì mình có thể sửa trực tiếp nhé. Đấy. Trước tiên thì cái thanh chặn thì chỉ cần vặn vào thôi là được nhé. Đây, chúng ta mở lên vặn vào thôi là được. Đây, để chúng ta đặt cái thanh này vào này. Đó. Sau đó thì dùng cái ốc vít này chúng ta để vào, chúng ta vặn vào thôi, rất là đơn giản. Ok, thì cũng để tránh mất cái thời gian của anh ấy thì em đã cắt cái khoảng cái video này, em gắn cái ốc vào rồi. Thì gắn cái ốc này nó cần một cái sự tỉ mỉ khá là cao. Khi gắn vào thì các anh chỉ cần vặn chặt nó lại là được. Còn nếu mà anh nào chắc chắn hơn ý, thì chúng ta nhỏ thêm ít keo 502 vào đây thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà nó bị tuột cái ốc ra được nữa. Đó, đến cái phần thứ hai là cái bơm ga vào để kiểm tra xem là nó bị xì nhá. Cái này thì em cũng chưa biết là nó xì bên nào đâu. Giờ thì em sẽ bơm ga vào xem là nó bị xì ga bên nào, để cũng như là sửa bảo hành cho anh đấy luôn. Để kiểm tra, nếu mà ga nó nhỏ quá, nó không xì ra được ấy, thì để kiểm tra chúng ta nên chuẩn bị một cái cốc nước. Đó, ta nhúng một nửa cái bật lửa của chúng ta xuống xem là đây nó bị sủi bọt lên này. Đó, sủi bọt lên bên nào thì có nghĩa là xì ga ở bên đó, nghĩa là bên này bị xì. Ok, đó, xì ga bên này thì chúng ta chỉ cần vặn la để chúng ta thay cái răng ở bên này thôi là được. Ở đây thì sẽ có ba cái bộ dụng cụ, ba bộ dụng cụ này, nếu mà anh nào không có thì sẽ không sửa được nhá. Đấy, trước thì em cũng có bán nhưng mà bộ dụng cụ này giờ không ai làm nữa rồi nên là không còn nhá. Còn thì chỉ có bộ của hãng thôi, bộ của hãng thì nó khá là đắt, là 3 triệu một bộ sửa chữa như thế này. Đó, bộ này là bộ em tự chế giờ thì không làm được nữa rồi nên là nhiều, rất là nhiều anh hỏi mua nhưng mà không có để mà bán nhé, cho nên là các anh thông cảm. Đó, tháo này là đây, bên trong là có một cái nấc này. Đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái tua vít chế mà nó có một cái rãnh như này để chúng ta vặn ra. Đây, vặn ra. Nói chung là cái bộ chế này vặn nhiều khi anh nào mà không biết sửa ấy, vặn nó cũng sẽ hỏng cái bật lửa đupo của chúng ta nhé. Tốt nhất là các anh nếu mà muốn sửa mà gọi là chuẩn nhất ý, thì nên mua cái bộ của hãng này. Bộ của hãng thì là 3 triệu một bộ. Đó, đây là cái lòng của nó nha. Thì xì ga nó sẽ có hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất ý, là do cái răng ở bên trên này. Cái nguyên nhân thứ hai là cái răng ở bên dưới này. Thì để đảm bảo cũng như là đỡ mất thời gian anh khách đã gửi về để bảo trì, để sửa chữa, thì em sẽ thay luôn cho anh hai cái răng luôn, răng trên và răng dưới. Đó, hai cái răng nó khác nhau nhé. Một cái răng sẽ là răng nhỏ này, một răng sẽ là răng lớn. Đó, thì sẽ tháo cái này ra để thay răng. Ok, thì anh nào sửa đồng hồ biết cái này là gì, là cái để tháo đồng hồ. Nhưng cái này em để tháo răng vứt luôn. Răng này nói chung là cũng không thể sử dụng lại được nữa, tháo ra là bỏ luôn. Đó, lưu ý là răng to này, răng dày này là ở đầu trên nhé. Đó, và răng nhỏ là ở đầu dưới. Em thì không được tỉ mỉ lắm, nhưng mà em làm thì làm cho khách thì em sẽ kiểm tra đâu đấy hết. Đó, đây là những cái lỗi xì ga ở thay xì ga ở bên chinh lửa to nhỏ. Còn nếu mà các anh mà bị xì ga ấy ở bên chỗ bơm ga này thì nó sẽ mất nhiều thời gian, cũng như là
nhiều công sức hơn để thay nhá, bởi bên này nó còn rất là nhiều những cái linh kiện nhỏ, những cái gioăng nhỏ tí đó. Còn cái lỗi đa phần gặp là cái lỗi ở bên chỗ chỉnh lửa to nhỏ này thôi. Nói chung là anh nào dùng Lupo cũng biết, tầm 6-7 tháng, nếu mà anh nào dùng sai cách thì tầm 3-4 tháng là phải bảo trì thay gioăng một lần. Còn anh nào mà sử dụng kiểu đúng ấy, sử dụng tốt ấy thì phải tầm 5 hơn 5. Còn nhiều anh mà sử dụng gọi là quá tốt ấy thì có thể là 3-4 năm nó chưa cần thay gioăng. Đó, nhưng mà đu bông là nhất định phải thay gioăng nhé, chứ nó không phải là sử dụng mà nó không bị vấn đề gì đâu, kiểu gì cũng phải thay gioăng thôi. Đó, giờ vặn lại này, ok, vặn lại cho nó chắc lại rồi bơm lại thử một lần nữa xem nó có bị xì không, kiểm tra. Đó, anh thấy này, không bị xì gì nữa là ok nhá, ok chưa? Nửa nó to quá thì mình sẽ chỉnh dùng cái cây có một cái lỗ tròn này để bắn cho nó nhỏ lại. Chỉnh cái lửa nó vừa đủ. Đó, sau đó lắp lại như bình thường thôi, vậy là xong. Đấy, nhiều anh mà có cái bộ dụng cụ ấy thì sửa nó đơn giản lắm, không mất nhiều thời gian như anh nghĩ đâu, nhưng mà không có bộ dụng cụ mà anh cố tháo ra thì nó sẽ hỏng nha. Bởi vì trong này nó có một cái rãnh của nó thì có một cái thanh nó rất là mỏng thôi. Anh nào mà không khớp cái thanh của nó mà dùng cái tô vít hay là cái kìm mà vặn ra là hỏng 100%, mà đã hỏng cái lòng thay là mất khá là nhiều tiền. Như một chiếc Super Fake hay là một chiếc đục bông super thì giá tầm 800 đến 1 triệu, còn thay hẳn cái lòng thì mất tầm 200 ngàn rồi, gần bằng một lửa này. Cho nên là anh nào ấy không có bộ dụng cụ thì cứ gửi ra để em sửa cho. Mua bên em thì sẽ được bảo hành miễn phí, còn mua bên khác thì một lần sửa như thế này sẽ là 100 ngàn. Và các anh chỉ cần phí gửi ra thôi, phí gửi vào thì em sẽ chịu. Đó, à, ok, ngon đâu đấy rồi, vấn đề gì cả. Để có cơ hội khác, dịp khác nếu mà anh nào gửi về mà bị xì cái nút bên bơm ga này thì em sẽ làm một cái video để hướng dẫn các anh sửa luôn đó. Bởi vì cái bên ga này nhé, cái bên chỉnh ở to nhỏ này nó sẽ sửa dễ hơn rất là nhiều so với cái bên ga này. Bên ga này nó sẽ có một cái khoảng nhỏ đây, và bên trong nó rất là nhiều gioăng như là ở mấy cái phụ kiện linh tinh của nó. Và bên ga này phải sử dụng cái bộ chuyên dụng của nó là cái đầu như thế này thì mới vặn ra được. Đó, ok, cảm ơn các anh đã theo dõi video. Anh nào mà cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe và chia sẻ giúp em nhé. Em xin chân thành cảm ơn.